Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, kỳ thờ là một trong những cái vật phẩm thờ cúng cực kỳ quan trọng, không thể thiếu trên ban thờ. Nó giúp cho công việc thờ cúng được đúng và trang trọng hơn, thể hiện được tấm lòng thành kính đối với thần linh, gia tiên. Trên ban thờ Phật, ban thờ gia tiên hay là ban thờ thần tài, thổ địa là những ban thờ quan trọng trong cái tín ngưỡng tâm linh của người Việt. Tùy từng loại ban thờ và kích thước ban thờ khác nhau mà ta có thể lựa chọn cái kỳ thờ, chén thờ cho hợp lý. Một số quan niệm, cái bộ kỳ thờ này thường được đựng nước sạch hoặc rượu để thờ cúng hàng ngày hoặc trong những ngày rằm mùng 1 lễ Tết trên cái ban thờ. Thưa quý vị, ban thờ chính là cái phong thủy của gia đình, giúp cho gia chủ trấn áp những khí xấu, chiêu mời tài lộc, thể hiện cái lòng thành kính của mình đối với ông bà tổ tiên cũng như các bậc thần Phật. Kỳ thờ cũng vậy, nếu chọn đúng cái đồ vật đặt trong đó sẽ được đại cát, phát tài phát lộc. Nếu lỡ mà làm sai sẽ khiến cho thần linh ông bà nổi giận, từ đó tiền bạc cứ không cánh mà bay. Vậy thực hư như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, theo văn hóa thờ cúng của người Việt Nam từ bao đời nay có một quan niệm là trần sao là âm vậy. Chính vì thế, để thể hiện tấm lòng thành kính với tổ tiên, với thần Phật, các gia chủ thường dùng kỷ 5 chén hoặc là 3 chén trên ban thờ để cúng tổ tiên, cúng thần linh cũng như là cúng thần tài. Và hiện nay có rất nhiều gia chủ vẫn đang thắc mắc cái bộ 3 chén thì đặt gì, 5 chén thì đặt gì trong đó, có phải là đựng nước, rượu để thờ cúng theo quan niệm của mọi người vẫn hay thường dùng hay không? Sở dĩ dùng 5 chén hay 3 chén là cái phong tục từ xưa đến nay của người Việt. Không dùng số chẵn, lý do là bởi số chẵn là số âm, số lẻ là tượng trưng cho số dương, nên người dương cúng thì thường là dùng số lẻ. Và hơn nữa, theo cái nguyên tắc sắp xếp trên ban thờ, thì chúng ta sắp xếp theo nguyên tắc đối xứng, đúng không? 1, 3, 5, 7, 9, vân vân. Đó. Vậy thì ý nghĩa của các chén trên bàn thờ là gì? Cái kỷ thờ như thế nào? Đúng không? 5 chén trên bàn thờ, số 5 thì tượng trưng cho thể ngũ hành của trời đất, kim, thủy, hỏa, thổ, mộc, hoặc là cho tượng trưng cho ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, chí, tín. Cái bộ kỷ thờ 5 chén thường được dùng ở bàn thờ Phật, Thánh, kết hợp với bàn thờ gia tiên hoặc là bàn thờ thần tài. Trong 5 chén thì có 3 chén ở giữa là tượng trưng cho Phật, Thánh, còn 2 chén ở hai bên cạnh thì tượng trưng cho ông bà, tổ tiên, cũng như là ông bà cô, ông mãnh. Kỷ thờ 3 chén trên bàn thờ cũng giống như cái bộ 5 chén, kỷ thờ trên 3 chén thì tượng trưng cho cái Tuyết Tam Tài, Thiên, Địa, Nhân, đúng không ạ? Thì một số quan niệm vẫn thường hay dùng là cái bộ 3 chén này thì là thường đựng nước và đựng rượu. Thì ý nghĩa của bộ 3 chén trên bàn thờ, chén ở giữa là thờ thần, chén ở giữa là thờ thần, hai chén hai bên là tổ tiên và bà cô ông mãnh. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là trên bàn thờ thì cái bộ 5 chén thì đựng cái gì, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta phải xét theo cái quan niệm về âm dương ngũ hành trên bàn thờ. Ở trong bộ 5 chén hoặc là bộ 3 chén thì chúng ta thường đặt những thứ sau: nước có ngũ hành thuộc thủy, trà có ngũ hành thuộc mộc, gạo có ngũ hành thuộc thổ, rượu là ngũ hành thuộc hỏa và muối là ngũ hành thuộc kim. Đó. Vậy nên cái bộ với bộ 5 chén, với bộ 5 chén ấy thì chúng ta sẽ đặt như sau. Bộ 5 chén là theo cái thuyết ngũ hành, âm dương ngũ hành, đúng không ạ? Chúng ta đặt nước, đúng không ạ? Đầu tiên là nước này, trà này, rượu này, gạo này, muối này. Với cái nguyên tắc là gì? Nước là thủy đó, thủy sinh cho trà là mộc đó, mộc là sinh cho rượu là hỏa, hỏa sinh cho gạo là thổ. Tức là gạo được làm được trồng từ lúa, lúa từ trồng từ đất mà sinh ra thì đó là gì? Được ngũ hành là thổ. Tiếp theo là gì? Thổ sinh cho kim, tức là gì? Muối, muối là lấy từ nước biển đúng không ạ? Thì là thuộc kim, kim sinh thủy, vân vân. Đó. Còn theo thuyết Tam Tài thì đựng 3 chén gạo, muối và nước. Tam Tài là thuyết thiên, địa và nhân. Gạo là tượng trưng cho địa, muối là tượng trưng cho nhân và thì nước là tượng trưng cho thiên. Đó. Đó là cái quy tắc đặt 3 chén hay 5 chén. Tôi nhắc lại một lần nữa cho quý vị lưu ý này. Cái bộ 3 chén đúng không? Cái bộ 3 chén thì chúng ta đặt 3 chén là gạo, muối và nước. Còn cái bộ 5 chén, bộ kỷ 5 chén ấy, chúng ta đặt gì? Nước, trà, rượu, gạo và muối theo thứ tự từ trái sang phải. Theo cái hướng của người đứng cúng. Thì với các ý nghĩa của từng loại này như sau. Đầu tiên là rượu, đúng không ạ? Thì tìm hiểu về thư lịch cổ cho thấy nhiều sách có nói về rượu. Trong đó, Lĩnh Nam Trích Quái khẳng định từ xa xưa thì dân gian ta đã biết lấy vỏ cây làm áo và lấy cốt gạo làm rượu, lấy cá tôm làm mắm, vân vân. Đó. Nhiều sách thì viết về rượu có trước thời Hùng Vương.
được làm từ gạo, hầu hết các sách đều thống nhất cái việc sử dụng rượu với mục đích vào cái việc tế lễ. Có sách còn thuật lại chuyện vua Lý Thái Tổ đi tuần, đến nơi mà thấy sông núi tươi đẹp, cảm xúc liền lấy rượu ra khấn rằng: à, nơi này cảnh đẹp, nếu có thần linh hạo khí thì xin nhân rượu của trẫm. Quả nhiên đêm ấy vua nằm mộng thấy thần xưng là Lý Phục Man. À, như vậy cha ông ta đã biết chế tác rượu chủ yếu dùng vào cái việc tế lễ tế trời đất tổ tiên và các nghi lễ quan trọng khác. À, có câu vô tử bất thành lễ, tức là không có rượu không thành lễ, xuất hiện trong cái văn hóa Đại Việt có lẽ là từ thời Nho giáo đang còn hưng thịnh, vì nguyên ủy của câu này có từ rất lâu bên Trung Hoa cổ đại. Ở trước cả thời Khổng Tử, dùng rượu vào việc tế lễ có thể coi câu của Chu Văn Vương là tế tự thì dùng rượu, trời mệnh xuống cho nhân dân biết nấu rượu chỉ là dùng vào cái việc tế tự lớn, có thể xuất phát từ cái tính trưng cất của rượu chiết xuất từ gạo kết hợp với những thứ men lá đặc biệt, mà gạo ngày xưa rất là quý, gọi là ngọc thực, nên dần dần qua tiếp biến văn hóa, rượu được coi là linh hồn của trời, của vũ trụ, xứng đáng là sứ giả để nối các vị thần linh, các vị thần thánh siêu nhiên với con người trần tục. Có sách còn chỉ ra rượu có đủ cả tinh, khí và thần, là tinh chất của gạo nếp, tức là tinh ấy, là hơi rượu tỏa ra trong không khí là khí, làm cho thần thoải mái vui vẻ là thần, đúng không ạ? Như dòng chảy nhẹ nhàng, sâu lắng, hình tượng của rượu ngấm dần vào cái phong tục rồi biểu hiện ra những cái nét văn hóa rất là sinh động. Trước hết là để thờ cúng ông bà tổ tiên, rượu ngon chất để bàn thờ. À, rượu thể hiện cái tấm lòng thành kính của con cháu, trong sáng, thơm thảo, mong muốn tổ tiên thưởng thức cái lễ vật tinh túy của trời đất mà độ trì cho con cháu. Đó là rượu. 2. Trà. Trong văn hóa tâm linh, những người đã khuất không phải là đã mất hẳn, mà đang sống hoặc là tồn tại ở một cái thế giới song song cùng với thế giới thực tại của chúng ta đang sống. Nhưng mắt thường thì chúng ta không thể nhìn thấy được. Do đó, ông bà tổ tiên thuộc về thế giới bên kia cũng đang có cuộc sống khác và cũng đang sử dụng những cái vật dụng như là chúng ta. Chính vì vậy, việc mời trà tổ tiên, một thần Phật hàng ngày là để thể hiện tấm lòng thành kính, hiếu thảo của con cháu, đồng thời thể hiện cái ý nghĩ rằng gia tiên vẫn còn luôn sống mãi trong lòng con cháu. Không dừng lại ở đó, việc pha trà dâng lên ông bà tổ tiên cũng như các vị thần Phật là truyền thống xưa nay, một truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Bên cạnh đó, thể hiện nên cái sự trân trọng, lưu giữ và phát huy cái nét đẹp văn hóa tốt đẹp này. Bởi mang những cái ý nghĩa tâm linh sâu sắc, chén trà thường cúng cần được lựa chọn riêng, không nên dùng chung với lại các sản phẩm khác trong gia đình. Việc bạn chuẩn bị riêng một chén trà để trên kỷ trong cái bộ đồ thờ sẽ phần nào thể hiện được cái sự chu đáo. Hơn nữa, chính là cái lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên, làm cho không gian thờ cúng trở nên trang trọng. 3 là nước. Nước mang đặc tính trong sạch, phẳng lặng và gì thuần khiết. Ở trong khi không gian thờ cúng là những cái nơi mà linh thiêng, cao giáo, nên cái việc thờ nước sẽ thể hiện cái sự tôn trọng đối với các bậc thần linh, thần thánh cũng như là tổ tiên. Bên cạnh đó, nước còn đại diện cho lời nhắc nhở của tổ tiên khi mà cúng bái, cần sạch sẽ và thanh tịnh. Nước sẽ gột rửa đi những cái điều tiêu cực trước khi đứng trước bàn thờ hoặc là điện thờ để tâm lặng như nước. Từ đó kết nối được giữa năng lượng tâm linh, giữa người âm với người dương. Nhiều gia đình lúc khấn bái không thành tâm, mang tâm cầu quá lớn, thường dẫn đến việc âm dương không hòa hợp, cũng như là gì? Cúng thì cũng như không. À, còn đặc biệt là trên bàn thờ Phật thì càng không thể thiếu những cái chén nước, bởi nó giúp cho những người ta nghĩ đến tâm phải thanh tịnh, bình lặng, trong sạch như nước khi đứng trước Đức Phật. À, có thể nói, chén nước trên bàn thờ chính là thể hiện cái tấm lòng thành kính của con cháu dâng lên thần linh và tổ tiên, cũng như là các bậc tiên gia. 4. Gạo. Với quan niệm gạo là cái hạt ngọc của trời, chính vì vậy mà không thể thiếu trong cái đời sống của người Việt. À, Việt Nam ta là một quốc gia có nền văn minh phát triển. Hạt gạo là một trong những cái thực phẩm quen thuộc trong đời sống hàng ngày của người Việt Nam. Hạt gạo là lương thực để nuôi sống con người. Chính vì vậy, nó cũng mang cái ý nghĩa cho sự đầy đủ, sung túc. À, việc để gạo lên bàn thờ có ý nghĩa mong muốn cái việc làm ăn của gia chủ sẽ phát đạt, dư giả, có của ăn, của để trong nhà. Đồng thời, nó cũng thể hiện cái lòng biết ơn sâu sắc với những vị thần linh đã ban cho gia chủ những hạt gạo quý giá nuôi sống gia đình họ. 5 là muối. À, ông bà ta có quan niệm đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Đối với cuộc sống của con người ấy, thì muối là một khoáng sản, là tài sản quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng.
chúng ta không thể sống mà thiếu đi muối. Trong y học, nếu thiếu muối sẽ gây ra những căn bệnh biếu cổ. Đối với đời sống tâm linh thì muối có tác dụng là trừ tà ma, xua đuổi sát khí. Chính vì vậy, muối được đặt trên ban thờ với mong muốn có một cuộc sống lành mạnh, trong sạch và hưng thịnh. Quý vị thân mến, với những chia sẻ trên, hy vọng sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn phần nào trong cái việc lựa chọn đặt cái đồ gì trong cái bộ kỳ thờ ba chén và năm chén. Thì ngoài cái bộ kỳ thờ, trên ban thờ thì chúng ta cũng thường thấy đặt ba cái hũ là nước, gạo và muối. Nó là một trong những cái thứ quan trọng không thể thiếu trong cái bộ thờ cúng gia tiên. Ba chén thờ trên ban thờ gia tiên hay là bàn thờ thần tài đựng gạo, muối và nước sạch. Đây cũng chính là ba loại thực phẩm cực kỳ cần thiết trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vì vậy, ba hũ nước, gạo, muối được đặt lên ban thờ với ý nghĩa mong cho ông bà tổ tiên ở dưới suối vàng luôn luôn ấm no, đủ đầy. Đồng thời thể hiện cái lòng thành kính, biết ơn của gia chủ đối với những người đã khuất. Ba hũ gạo, muối, nước thường được làm bằng gốm sứ theo cái phong cách truyền thống của người Việt Nam. Mỗi hũ sẽ đựng một thứ khác nhau. Một hũ đựng gạo, một hũ đựng muối và một hũ đựng nước. Cùng với đó là ý nghĩa đặc trưng riêng. Ý nghĩa của hũ gạo trên ban thờ. Mọi người thường xem gạo là hạt ngọc của trời. Gạo là thực phẩm thiết yếu trong những bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Trong bữa ăn có thể thiếu những thứ thức ăn khác, nhưng không thể thiếu được những hạt cơm dẻo, ngọt ngào từ gạo. Chính vì thế, hũ gạo được đặt trên ban thờ là biểu hiện cho lòng biết ơn sâu sắc của con cháu đối với ông bà tổ tiên cũng như là các vị thần linh. Nước Việt Nam chúng ta từ một nước đói nghèo đã trở thành một nước đứng thứ hai trên thế giới sau Thái Lan về việc xuất khẩu gạo. Đâu phải tự nhiên nước Việt Nam chúng ta mà có mệnh danh là cái nôi của nền văn minh đối nước. Tất cả là nhờ được các vị thần ban cho chúng ta những hạt gạo quý giá của trời đất. Hai, ý nghĩa của hũ muối trên ban thờ. Những ngày đầu năm mới thì mọi người thường mua muối trước khi mua những thứ khác. Vì người xưa có quan niệm là đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Muối là gia vị quan trọng góp phần tạo nên một bữa ăn của gia đình. Muối còn tượng trưng cho ý chí mạnh mẽ, kiên cường và trong sáng. Việc đặt cái hũ muối trên ban thờ với mong muốn sẽ có một cuộc sống ấm no, vững chắc và hưng thịnh. Theo quan niệm dân gian, muối còn giúp chúng ta xua đuổi cái vận xui và đem lại cái may mắn đến với gia đình. 3. Ý nghĩa của hũ nước trên ban thờ. Con người có thể sống thiếu ăn, thiếu mặc trong một khoảng thời gian, nhưng không thể thiếu nước. Gạo và nước luôn gắn liền với nhau, nước đóng vai trò thiết yếu trong cuộc sống và cũng là cái nguồn tài nguyên nuôi dưỡng vạn vật. Thiếu nước thì con người và vạn vật sẽ không sống được. Như vậy cũng đủ để biết tầm quan trọng của nước như thế nào. Đồng thời, đặc tính của nước là mãnh liệt, trong sạch và thanh cao. Có thể rửa sạch mọi thứ vây bẩn và nó làm cho nó trở nên thuần khiết, sạch sẽ. Chính vì vậy, gia chủ đặt hũ nước lên trên ban thờ với hy vọng là có một đời an nhiên, tâm hồn được thanh tịnh, sống thanh cao, vượt qua những cám dỗ của đời thường. Và sau đây là cách đặt hũ nước, gạo, muối trên ban thờ. Mỗi một vật phẩm trên ban thờ đều có những quy tắc và những cái vị trí khác nhau. Vậy ba hũ nước, gạo, muối thì đặt ở đâu? Cách đặt ba hũ nước, gạo, muối như thế nào để được phong thủy tốt đẹp, đem lại cái may mắn và tài lộc cho gia chủ? Hũ nước, gạo, muối đặt bên trái hay là chính giữa của bàn thờ thì mới tốt. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Gia chủ có thể sắp ba hũ nước, gạo, muối thành một hàng ngang hoặc là hình tam giác. Theo thứ tự sắp xếp các hũ nước sẽ ở chính giữa và hũ gạo và muối sẽ ở hai bên. Về vị trí đặt ba hũ nước, gạo, muối, gia chủ nên đặt ở phía trước bát hương và sau mâm bồng. Mỗi chén thờ cách nhau khoảng 5 đến 8 cm. Còn vị trí đặt ba hũ nước, gạo, muối ở đâu ấy trên ban thờ thì còn phụ thuộc vào cái không gian thờ cúng rộng hay hẹp, kích thước ban thờ lớn hay là nhỏ của mỗi gia đình. Và quan trọng hơn là ban thờ đó là thờ ai mà có cách đặt khác đúng đắn hơn. Quý vị thân mến, vừa rồi tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách đặt ba kỳ thờ cũng như là ba chén thờ. Hy vọng với những kiến thức đúng đắn này sẽ giúp cho gia chủ phần nào yên tâm hơn trong cái việc thờ cúng, giúp gia chủ thâu thu được cái tài lộc, may mắn và cái sự bình an. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.